Mình sẽ mua gì nhỉ? Kệ, cứ ra phố kệ đã. Có cái gì đâu. Không. Cho tớ xem nào. Một tẹo thôi. Một tí không. Thôi. Làm gì cho có. Cho tớ xem nào. Đi. Đi mà. Mình đi theo cậu ấy xem sao. Đau quá, đau, đau quá. Ugh.
Làm thế nào bây giờ nhỉ? Có cách rồi. Tớ có thể phù phép mở được chai nước này đấy. Cậu mở hộ tớ đi, tớ sẽ cho cậu uống cùng. Được rồi, cậu chờ tớ tí nhé. Bây giờ tớ sẽ làm ảo thuật để mở chai nước ngọt này. Umbalasibo. Đến đoạn quan trọng nhất đây. Bây giờ cậu phải nhắm mắt lại mới hiệu nghiệm. Chờ có tí đấy nhé. Được rồi. Cậu giỏi thật đấy Bun ạ. Thế mà cậu định đập vỡ, suýt nữa thì không được uống nhé. Cậu làm thế nào mà mở được vậy? Dạy tớ đi. Yes.